các anh em, để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiền Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái bài mà cũng chắc phải tháng 2 tháng rồi. Nhưng mà đại khái là bài này thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi trên keyboard, bởi vì là bài này khi chơi trên keyboard là cái tiếng của nó đặc biệt hơn, nghe nó tình cảm hơn, mà cũng nhiều anh em kiểu muốn tán gái bằng cái bài này, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em bằng cái bài này. Thì đại khái là bài Đã Lỡ Yêu Em Nhiều của Zatari. Thì bài này chơi ở trên keyboard thì nó cũng dễ lắm, nó không khó lắm đâu. Thì bây giờ chúng ta cùng vào xem bài này sẽ chơi như gì nhá. Ok, về các bạn thì trong bài này chúng ta sẽ chơi trên tông pha trưởng. Đó, ok chưa? Bài này chơi trên tông pha trưởng thì trước tiên là nếu như các bạn chơi một cái cây keyboard ấy thì các bạn hãy bật nút function. Các bạn hãy tìm cho mình cái phần gọi là octave, hoặc là có thể là một số loại keyboard sẽ có cái octave ở trên này luôn. Nhưng mà ở trên đàn KZM này của mình thì mình phải bấm function. Phần octave mình sẽ chọn là -1 để tiếng đàn của mình nó trầm hơn, mình có thể đánh cái tầm giữa này mà tiếng đàn nó trầm hơn. Còn nếu như các bạn không muốn thì không có phần octave, các bạn hãy đánh lùi tay về bên này. Nhưng mà mình sẽ đánh ở bên này để cho tay nó thoải mái hơn. Đó, như vậy thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có son thứ 7. Sau đó chúng ta sẽ có đô 7. Chúng ta có pha major 7. Và chúng ta có rê thứ 7. Đó, đó là 4 hợp âm chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cả 4 hợp âm này. Về cơ bản thì hợp âm đầu tiên chúng ta là son thứ 7. Son thứ 7 thì chúng ta chỉ cần chơi đơn giản như thế thôi. Đấy là chúng ta sẽ chơi một ngón vào đây. Đó, ngón trỏ của chúng ta sẽ 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. Ok chưa? Ngón cái này anh em đặt vào đây. Đấy, son. Son, 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 son. Son, son. Ngón trỏ chúng ta bấm vào ở vị trí này. Đây là chúng ta sẽ có son thứ 7. Và còn bên tay phải của chúng ta thì chúng ta sẽ, nếu mà chơi theo kiểu đơn giản một chút ý, thì anh em hãy dùng hai ngón này, ngón cái và ngón giữa. Chúng ta bấm ngón cái vào vị trí nốt rê ở đây. Ngón giữa chúng ta bấm vào vị trí của nốt pha ở đây. Đó, ok chưa? Đây chính là son thứ 7. Còn nếu như anh em muốn đánh nghe cho màu mè nó rõ ràng hơn ấy, thì chúng ta bấm ngón này vào đây, ngón này vào đây, và ngón cái chúng ta bấm vào cái vị trí xí nốt xí dáng ở đây. Đấy, nghe nó sẽ hay hơn và rõ ràng hơn. Nhưng nếu anh em muốn bấm cho nó dễ, chúng ta chỉ cần hai ngón vào đây thôi là đủ rồi. Đấy, ví dụ như này. Đó, anh em muốn nghe nó dày hơn thì như thế này. Đó, nghe nó sẽ dày dặn hơn, nó sẽ hay hơn. Đó, đấy là tùy vào lựa chọn các bạn thôi. Mình thì sẽ, mình quen chơi nhảy hơn. Không, họ không quen thì chơi như này. Đó, ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có hợp âm, đấy là đô 7. Đô 7 của chúng ta rất dễ, đấy là chúng ta sẽ chơi một ngón vào đây. Đó, một ngón vào đô này. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Và sau đó chúng ta cho một ngón cái vào đây. Chúng ta cho một ngón giữa vào đây. Đó. Đô 7. Và sau đó chúng ta sẽ có hợp âm pha major 7. Thì chúng ta sẽ bấm như thế này. Đó. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Ok chưa? Đấy. Và sau đó một ngón vào đây. Ngón phải vào đây. Ngón giữa vào đây. Pha major 7. Và chúng ta còn một hợp âm cuối cùng, đấy là rê thứ 7. Rê thứ 7 thì hoàn toàn anh em chỉ cần chơi rê thứ thôi cũng được, hoặc là chơi rê thứ 7 để tùy anh em. Thì mình sẽ hướng dẫn kiểu rê thứ trước. Đấy là chúng ta sẽ ngón út vào đây. Rê. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Bên tay này của chúng ta thì nó sẽ khó hơn một chút để cho tiếng đàn nó hay hơn. Thì đấy là chúng ta sẽ cho ngón giữa vào vị trí đây. Ngón út vào đây. Ngón cái vào đây. Đó. Ok chưa? Đơn giản vậy thôi. Thì khi mà các bạn kết hợp như thế này thì cái ngón trong bài này ấy, thì cái ngón út ấy nó sẽ như này. Xong ngón út nó lùi về đây. Đấy, nó cứ thế này. Đấy, ok chưa? Đấy chính là 4 hợp âm của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đánh cả 4 hợp âm rồi, nhớ nghe như thế này. Đó,
Âm thanh của chúng ta như vậy, nó rất là dễ. Đấy là bốn hợp âm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem bài này sẽ đánh như nào nhá. Ok, xin chào chơi hôm gì rồi. Bây giờ chúng ta cùng vào xem là bài này chúng ta nên đánh điệu như thế nào. Thì về cơ bản thì nó không khó lắm đâu, bởi vì bài này nó cứ lặp đi lặp lại tiết tấu thôi, nó không quá đặc biệt. Bây giờ chúng ta vào xem bài đánh nhau nhá. Ok, sau khi chúng ta đã biết bốn hợp âm của chúng ta rồi thì cái về cơ bản thì bốn hợp âm đấy nó sẽ đi thành một lượt, cứ bốn hợp âm như thế lặp đi lặp lại cả bài là nó ra nhạc luôn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đầu tiên là dĩ nhiên là chúng ta sẽ chơi là son thứ bảy. Đấy. Anh em nếu bấm được như thế này thì tiếng đàn nó cũng hay hơn. Thay vì bấm như thế này thì anh em nên bấm như thế này. Đấy, ok chưa? Thì cách chơi cũng dễ thôi. Bài này chúng ta sẽ còn có hai đoạn chơi. Thì đoạn đầu tiên là chúng ta chỉ cần đánh cả 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ đánh cả 6 cái cùng lúc. Đấy, cả hai tay cùng lúc luôn. Hoặc là thế này nhá. Đấy, tự nhiên thôi, tớ thích thế này. Ten, 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 ten. Anh em đánh bên này 4 lần gồm có 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta chuyển sang đô 7. Cũng hệt như vậy, đánh tất cả đàn tay cùng một lúc và tay phải đánh 4 lần. Xong rồi pha. Đã lỡ yêu em nhiều thì anh cũng biết thế thôi. Cho dù mà na 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 na. Đó, bài hát chúng ta chỉ nghe đơn giản như vậy thôi. Ok chưa? Tay phải đánh 4 lần, tay này đánh 1 lần. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn vào đến đoạn đầu bài hát người ta đánh như vậy, còn nếu mà vào giữa bài hát các bạn muốn thay đổi một chút xíu thì các bạn có thể đánh như này. Các bạn có thể đánh như vậy. Về cơ bản nó chỉ đơn giản là chúng ta vẫn đánh giống như lúc nãy, nhưng mà cứ giữa một lần mà chúng ta đánh này, 1, 2, 3, 4 thì chúng ta ngón cái chúng ta gảy xuống cái. Ví dụ này. Đó, đánh tất cả một lúc. Gảy ngón cái đây. Đánh ba ngón này, gảy ở đây. Đấy mang cái này, gảy. Gảy. Đó, 1, 2, 3, 4. Đó, kết thúc bằng cái này và sau đó chuyển sang tiếp theo. Em có người yêu mới, vì đã lỡ yêu em rồi. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì có một cái đấy là trong lúc mà các bạn đang chơi như này ấy, nếu các bạn chơi theo kiểu này nó sẽ dễ đi rất là nhiều, bởi vì tay của các bạn chuyển như thế này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Sau chỉ cần lùi hai cái lên về đây, chúng ta sẽ có đồ giữ nguyên như thế, chúng ta có pha. Mỗi tội sang cái re thì các bạn vẫn phải chơi như thế này. Đấy, xong sang cái này các bạn lại lùi tay lên đây. Đấy, ok chưa? Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây thì để nếu mà cái vị trí re thứ này nó là một vị trí hơi khó, bởi vì tay bên này các bạn sẽ phải nhớ rất là nhiều. Thì các bạn chỉ cần nhớ theo kiểu là ngón giữa nó luôn luôn nằm ở vị trí của nốt la này, nó luôn luôn nằm ở vị trí nốt la này. Thì các bạn chỉ cần thò cái tay ra thì cái tay của bạn nó sẽ trong cái tư thế đánh của mấy cái này luôn. Đấy, nhớ đấy là một cách để mình có thể chuyển được nó nhanh hơn. Đấy. Ví dụ như vậy, thì về cơ bản thì chúng ta chỉ có mỗi như vậy thôi là chúng ta hết cái bài này rồi, chứ bài này cũng chẳng có gì cả. Đó, nó chỉ đại khái như vậy thôi. Các bạn hãy nhớ cái tiết tấu như vậy là chúng ta hoàn toàn chơi bài này từ đầu đến cuối. Ở đoạn đầu chúng ta chơi kiểu 1, 2, 3, 4, đoạn sau chúng ta... Đó, có vậy thôi, dễ mà. Peace! Ok, sau khi chúng ta đã biết chơi bài này rồi thì bây giờ mình sẽ đánh nửa bài, bởi vì đoạn sau nó cũng y chỉ đúng nhau thôi. Thì bây giờ chúng ta cùng xem vào bài đánh nhau nhá.